Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay ta sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 3 tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 156 luyện tập chung trang 83. Bài số 1 tính giá trị của biểu thức. Cái giá trị của biểu thức thì trong này có dấu ngoặc thì chúng ta phải làm trong dấu ngoặc trước, được không? Rồi chúng ta nhân cho hai sau. Vậy cái này là 8. 8 ta cộng 5 là 13 viết 3 ta nhớ 1. 3 6 6 7 là 13. Trước 3 ta nhớ 1. 2 2 Rồi, ta nhân 2. Bằng là 6 6 6 4 4. Vậy B. Ta trừ trước rồi ta nhân sau, tại vì cái này trong ngoặc, nghe chưa? 8 với lại 1 là bằng 7. 2 ta trừ cho 1 còn 1. 7 ta trừ cho 8 là còn 9 ta trả 1 bằng 0. Đây còn cộng 2. Này là nhân 4. 4 x 7 là 28. 8 ta như 2. 4 x 4 là 6. 4 x 9 là 36. 42 là 8. Bài C, bài C trong này có dấu trừ và dấu chia, chúng ta phải làm dấu chia trước, cái này chúng ta ghi lại. 40435. Ta trừ cho hai cái này chia nhau. 32 ta chia cho 4 được 8. 5 ta chia cho 4 là được 1. 12 chia cho 4 là được 3. 8 ta chia 4 là được được 2. Ta trừ nhau, 5 ta trừ cho 2 cộng 3 3 là trừ 3 cộng 0 4 là trừ cho 3 4 là trừ cho 1 còn 3 à, 8 10 ta trừ còn 2 3 Như vậy cái này chúng ta làm dấu Cái này là dấu nhân chúng ta làm trước Cái này sẽ trừ làm sau Như vậy ta ghi lại cái này là 8 2 9 15 Trừ cho hai này nhân nhau Nè, à, bằng 9 này 3824 viết bóng ra như như 2 368 3515 viết 5 ra như 1 313 4 nào rồi hai này trừ nhau 5 ta trừ cho 9 không được ta lấy 15 15 ta trừ cho 9 là được 6 6 trả 1 4 còn 1 là 5 11 ta trừ cho 5 là còn 6 6 là trả 1 Vậy là 9 ta trừ cho 819 là bằng 0. 2 ta trừ cho 5 là cùng 7. 7 trả 1 là còn 3. Bài số 2. Năm 2013 có 365 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày. Như vậy chúng ta biết là rằng là một tuần lễ là có 7 ngày, đúng không? Có 7 ngày. À một tuần là có 7 ngày. Như vậy chúng ta sẽ đi tính là số số tuần. số tuần của năm 2013 là à, một tuần là có 7 ngày, nha. Một tuần này có 7 ngày Được rồi Ta lấy 300 65 chia cho 7 Bằng 7 x 5 là bằng 35 1 à, 1 và 15 ta chia 7 được Được 2 52 tuần Và dư 1 ngày

Bài số 3 có 16.560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải. 3 xe đó chữa được bao nhiêu viên gạch. Chúng ta sẽ đi tính lại số viên gạch trên một xe tải. Số viên gạch một xe chữa được là 16560 cho 8 bằng 2 0 7 0 viên gạch rồi chúng ta tính cho cho 3 xe số viên gạch 3C chữ được là 2070 nhân 3 bằng 0 bằng 721 6 này là viên gạch nắp số sáu hai một không gạch bài số bốn một hình vuông góc chu vi là 3 dm và 2 cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu cm mét vuông? thì chúng ta phải đổi cái này ra ha 3 dm này 2 cm này bằng bao nhiêu cm như vậy cái cm này và cái cm này chúng ta giữ nguyên chúng ta đổi 3 dc này nè 3 dc này, 3dm này là, là, bằng 30 30 ta cộng 2 là bằng 32 32 cm rồi tiếp theo người ta nói gì Hỏi chu vi hình vuông đó có Hỏi hình vuông đó có diện tích là bằng bao nhiêu cm? Như vậy cái bài này chúng ta sẽ tính cạnh của của hình vuông là đều. Cạnh Tính tính cạnh rồi có cạnh rồi chúng ta mới tính cái diện tích được không? Cạnh của hình vuông là muốn tính chu vi ta lấy cạnh à, ta nhân với bóng cạnh nhân nhân với bóng thì ta lấy muốn tính cạnh là ta lấy 32 ta chia cho 4 bằng 8 nhân 4 là 32 vậy là cm à. rồi ta viết cái, cái công thức này chu vi hình vuông là c là bằng cạnh này à. ta nhân với Vương bóng như vậy ngay chỗ này là Được là 32 32 ra chia cho bóng là được Ra cạnh à. Diện tích Diện tích Hình Vuông là Cố tính diện tích ta lấy cạnh nhân cạnh 8 ra nhân ra 8 64 cm vuông. Đáp số 64 cm vuông. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.